Còn tâm linh mà giàu cho người đó có tỷ phú, có bao nhiêu tiền mà không hiểu về tâm linh, không hiểu về về cái linh hồn á, là rất là nghèo, rất là khổ và rất là tội nghiệp cho người đó. Mình gọi là rất là nghèo á, tại vì thế gian nó là phù du, nó không có cái gì gọi là vững chắc hết trơn á. Cả ngày mai á mình đi ra đường mình dính Covid, hay là bị xe đụng, hay là máy bay rớt một cái rầm, thì tất cả mọi thứ nó cũng đi hết. Hoặc là một chức vụ lớn rồi tới một người khác lên chức đó, người ta phanh phôi ra những tội gì đó rồi cũng vô tù, rồi mất hết tài sản, thì tất cả đều là phù du hết. Nhưng mà những người mà trước khi bị mấy cái đó đó mà họ hiểu về tâm linh, họ hiểu về Phật, thì có thể cái nghiệp của họ sẽ bị giảm xuống nhiều lắm. Ví dụ như tội 10 thì giảm xuống nữa, thì thay vì mất ở tù thì bị mất chút xíu tiền. Chúa Giêsu cũng là con của Thượng Đế và Âm Chúa, đúng. Thì tất cả những cái ác giống như chiếc thẻ tennis này nè quý vị, sắp sửa sẽ ra đi, sẽ để lại một cái sự phồn thịnh và vui sướng trong tương lai. Mình đã trải qua gần hơn 3 năm rồi, ra sắp sửa 3 năm khổ, thì gán chút xíu nữa. Chừng nào Đức Thầy xuất hiện vậy chú, trong năm 22 phải không chú? Có thể lắm. Thì từng rồi đọc mấy cái sấm cơ á, là hồng tàn giữa mùa xuân á, thì mùa xuân này nè hoa hồng nó sẽ rụng á. Thời nay á, nhiều cái tức cười lắm. Thấy trên mạng là mấy người lao sao có vụ cái cô gì ta, cô siêu người mẫu gì đó, cô siêu người mẫu đó đó, qua Mỹ mà còn tới ngày hôm nay còn đờn cái bản đờn chống Mỹ nữa, trong khi mình đã nói khô nước miếng là mấy vị nói Việt Nam chỉ có theo Mỹ mới cứu được dân tộc Việt Nam. Để mà trong lúc này nha, mình không nói phải gì lâu dài mà phải tránh tàu, phải gọi là cách ly Trung Quốc theo Mỹ, còn cổ còn đi đánh cái bài chống Mỹ nữa. Mà ngộ cái cô này cổ chống chứ thiệt sự, mà có thằng nào già 70 tuổi mà bà lãnh cổ Mỹ, cổ đu cánh máy bay qua lại liền á. Mình chỉ nói chơi thôi, nhưng mà thấy chúng sanh nhiều lúc làm mấy chuyện nghịch đời, mấy cái đó là đi ngược lại với ý thiên á, gọi là nghịch thiên á. Những người đi nghịch thiên không bao giờ có tương lai tốt, đó là lời Việt nói, cả từ chức cao cho tới cái người bình dân, đi nghịch thiên là không có tốt. Cái đó là nghịch thiên, tại vì mấy vị đã nói với Kiệt lâu rồi, là cái gì, là có bài gì nhân nhân danh thần nữ tự do, ban truyền phép lạ ấm no cho đời. Có một bài thơ Kiệt đọc đó, nhân danh thần nữ tự do, tức là nước Hoa Kỳ đó, là và nữ thần tự do đó, là nhân danh thần nữ tự do ban truyền phép lạ ấm no cho đời, tức là Thượng Đế sanh ra nước Mỹ để giống như một cái đàn anh vậy đó, anh hai vậy đó, để mà lo cho một đám em nhỏ nhỏ, những cái nước nhỏ. Thì hôm nay á, nước Việt có Phật Thánh Tiên đầu thai xuống rất là đông, và nước Việt trong tương lai sau khi biến thiên biến địa đó, thì nước Việt sẽ thành cường quốc, mà không biết cường quốc kiểu nào, bây giờ mình nói có thể khó ai tin lắm. Thì mấy vị đã nói như vậy để mà nước Mỹ sau này vẫn còn mạnh chứ không phải là yếu đâu. Trong sấm cơ có nói. Còn Tàu á, ngày xưa 100 bộ lạc của dân tộc Việt Nam á, từ ở bên Tàu á, giữa dòng sông Dương Tử là của nước Việt, mà người Hoa Hạ là người Tàu, bây giờ là người Bắc Kinh, giờ nó cứ đánh xuống, đuổi xuống, đuổi riết cái nước Việt giờ còn có chút xíu ở dưới, tuốt ở dưới, nó đặt là miền Nam, gọi là Nam Việt, nghĩa là giống như một cái miền Nam, một cái tỉnh nhỏ của nó.
thì cái